Mến chào các bạn nha. Nay bãi mới xuống được vài em mấy cây. Đợt này gần Tết này về hàng đẹp lắm nha các bạn. Con này là con Yanma FX18. Một cầu nha. Xe rất là mới luôn. Dòng này là ba máy nha các bạn. Máy móc rất là mới bên trong. Một cầu. Này nó mới chạy được có 780 giờ thôi. Xe rất là mới luôn. Rồi, con này là Yanma 1401D nè, hai cầu nha. Dòng này thì bao bền luôn. Còn cũng khá rất là mới. Xe hai cầu nha các bạn. Con này cũng vậy, một cặp về một cặp. Yanma 1401 D luôn. Đó, nguyên một cặp. Hai cầu. Này mình gửi đi giao các tỉnh được nha. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video 0965198720 để gửi hàng toàn quốc nha. Rồi, xe bánh bung đồ còn rất là đẹp. Dàn gai bánh rất là cao nha. Con này là cái bô đen, con bên này là bô trắng nha. Ba máy nha các bạn. Dòng này là ba máy hết nha. Này làm cổng trước cổng sau chở hàng thì bao ngon luôn. Con này nó có cái hai cái cột lên để làm cái mái che nè. Sẵn hai chân lên rồi. Wow, con này mới cũng mới về luôn nè, mới tanh luôn. Con này là Mitsubishi MT16 nha, con này 16 ngựa, hai cầu, mới long lanh luôn, quá mới luôn. Cái dàn bánh còn quá đẹp luôn, không có răng nứt gì hết, bánh là bao cho các bạn luôn. 16 ngựa, mâm bánh đồ rất là đẹp, có xi nhan đồ đầy đủ hết, động cơ thì ba máy. Máy móc là bao đẹp luôn nè. Tắt bằng chìa khóa luôn. Con này quá đẹp. 16 ngựa mà hai cầu. Đầu đèn đồ là còn nghiêm chỉnh hết. Các bạn mua hàng thì có gì alo trực tiếp số điện thoại trên video nha. Yanma một cầu này cũng khá là đẹp. Chưa ráp bánh nữa. Mới cẩu về đêm hôm qua. Rồi chào các bạn nha.